Hello mọi người, mình là Godzilla đây. Thì như mình đã nói ở đầu video, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn những thứ super xịn mà các bạn chưa từng làm ở C1. Nhưng mà tại sao mình vẫn còn đứng ở C3 vậy? Oh shit, vô, mình đã trở lại ở đây. Thì do mình đi ăn Tết nên là đi làm ở C3 thôi. Chứ thật ra là video này ở C1 nha. Ok, bây giờ thì let's go. Hello, và nếu như các bạn kéo xuống và like video này của mình thì tỷ lệ ra được trái quỷ xịn của các bạn sẽ tăng lên rất là cao. Nếu các bạn thì cái điều đầu tiên mà mình chắc chắn là các bạn ở C3 bây giờ vẫn chưa từng làm. Nếu như các bạn không có cài ạc lại nha. Thì có phải là nếu như mà các bạn mới chơi á thì các bạn sẽ đơn giản là farm level bằng cách nhận nhiệm vụ để làm đúng không? Nhưng mà nếu như mà các bạn không biết á thì admin Blackford á mặc dù có tập V4 và farm bằng cách nhận nhiệm vụ này thì nó đã mất khoảng 3 tiếng để có thể lên được level 300. Wow. Thì nếu như mà các bạn ở C1 để tránh mất thời gian trong cái lúc đầu để farm á thì mình nghĩ là các bạn nên để tiền để mua cái cây katana và AFK để farm ở cái chỗ con quái có level cao nhất ở C1. Và các bạn farm tới khi nào mà các bạn đạt được level 50 á, lúc đó các bạn hãy đi farm nhiệm vụ cách bình thường ha, chứ không là mất thời gian lắm á, thề luôn. Các bạn nghĩ sao admin được trang bị tận găng và có cái tập V4 để đi farm luôn nhưng mà phải mất 3 tiếng để lên được level 300. Thì có lẽ là các bạn cũng đã đủ hiểu là các bạn phải tốn một cái thời gian rất là lớn để có thể farm lên level 300 đúng không? Nhưng mà các bạn thử cách này đi, nó sẽ lên level cách rất là nhanh luôn. Hello các bạn, thì đến với cái điều thứ hai mà mình khá là chắc chắn là có rất nhiều bạn mắc phải. Đó chính là các bạn rất thích sử dụng những trái quỷ mắc tiền, như là những trái legendary trở lên chẳng hạn. Đặc điểm nhận dạng là siêu ngầu và 1 triệu belly trở lên. Thì mình biết là những cái fruit đó ở C2 và C3 rất là xịn luôn, nhưng mà ở C1 thì nó không phải là như vậy đâu. Tin mình đi, nếu như các bạn có thể á thì những trái quỷ mà ngon nhất ở C1 đó chính là những trái Lugia, như là trái Smog, trái Light và trái Magu chẳng hạn. Thì mình sẽ ưu tiên cho trái Smog với lại trái Light hơn ha. Và lý do mà tại sao mình không kể tên của trái Human ở đây đó chính là nó quá chậm. Và các bạn biết đó, ở C1 thì các bạn sẽ không có mấy cái chiêu như là bay nữa các bạn đồ, như là cây katana chẳng hạn. Nên là theo mình nghĩ thì để farm á thì trái Light là ngon nhất nha. Tại vì ngoài cái farm ra nó sẽ giúp các bạn di chuyển nhanh hơn ở C1 ha. Nếu các bạn thì điều tiếp theo đó chính là các bạn nên hạn chế PvP ở C1 ha. Thì mình biết là cái việc đi đấm nhau ở trong Blackfoot á thì đó chính là cái điều rất là thỏa mãn, cùng với những cái combo siêu cấp đẹp mắt luôn. Nhưng mà cái đó thì chỉ ở C2 và C3 thôi. Còn ở C1 á thì thật sự thì combo nó phải nói là như cái động thì ý mình là nó sẽ không có được PvP xịn sò như là ở bên C2 với C3 ha. Nên là các bạn cũng hạn chế nha. Nhưng mà nếu các bạn á muốn PvP bên C1 thì đây chính là cái combo đẳng cấp nhất thế giới ở bên C1. Ok, thì mình sẽ test thử lên con boss này ha. Combo một phát là tắt thở liền. Mặc dù mình quên đang điểm kiếm nhưng mà ok, không sao hết. Vẫn là quản sót nha các bạn. Quả cái trưởng thế chứ. Dù các bạn thì cái tiếp theo đó chính là mình khuyên các bạn á là cũng nên hạn chế sử dụng mấy cái melee nha. Tại thật sự mình nói á, nếu như các bạn thấy ở bên cái thanh mastery bên đây thì nó tới 250 mới có thể sử dụng hết tất cả các chiêu đó. Đó là con số khá là lớn ở C1 đó các bạn. Nên là theo mình nghĩ á thì các bạn nên xài trái smog hoặc là trái quỷ nào đó để farm ha. Tại vì các bạn thấy thì mấy cái battery của trái quỷ á thì nó rất là thấp. Yeah, và đương nhiên rồi, nhiều chiêu và đương nhiên nó sẽ mạnh hơn một chiêu rồi. Đó là lý do mà các bạn đừng nên xài melee nhiều, mà thay cho đó thì các bạn hãy cài mát của cái trái quỷ trước đã. Rồi sau đó các bạn cài melee sao thì cũng được thôi. Nó vừa không tốn thời gian của các bạn mà giúp các bạn cài còn nhanh hơn nữa. Hello. Thì cái tiếp theo đó chính là các bạn đã nâng cái điểm chỉ số của các bạn một cách quá là uổng luôn. Quay cái chữ thế chứ, tại sao mình lại nói vậy hả? Có phải nếu như mà các bạn mới chơi Blackfoot á thì các bạn sẽ không biết nâng cái nào đúng không? Và sau đó thì các bạn nâng đều hết tất cả mọi thứ trên thế giới luôn. Yep, đúng rồi đó. Thì thật ra mà thứ của các bạn xài á chỉ có cái melee, cái trái quỷ, yeah, và một ít máu của bạn nữa. Nên là để nâng cái điểm chỉ số cho chuẩn đẹp trai á thì các bạn nên nâng lại vào cái melee này, cái defense và cái Blackfoot thôi. Nếu mà các bạn nâng như mình ở đây á thì siêu cấp đẹp trai luôn nha. Khỏi cần phải nói nhiều, 10 điểm về chỗ luôn. Và cái cuối cùng ở C1 đó chính là sinh food nha các bạn. Thật ra thì cái này là có cái nịch luôn. Một là nó cho các bạn trái kilo, hai là cái nịch. Chứ nếu như mà nó có trái quỷ xịn thì chắc chắn là họ sẽ xài rồi, chứ không bao giờ mà cho các bạn đâu. Yes sure, chắc chắn là như vậy rồi. Không có ai tốt bằng Lion của các bạn đâu. Chỉ cần kéo xuống dưới like và đăng ký kênh để có thể nhận được trái quỷ vĩnh viễn vào mỗi chủ nhật rồi. Thật là vãi cái chưởng thế chứ. Ok, thì các bạn biết không, video đến đây đã dài rồi. Mình sẽ kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Ai coi tới đoạn này chắc chắn sẽ được rất là nhiều lời xịn nè. Bye bye nha.